Sau phiên giao dịch ngày hôm qua thì tưởng chừng thị trường của chúng ta đã có một nhịp rút chân đi vào một nhịp hồi kỹ thuật trong ngắn hạn. Cũng rất là hy vọng cho những anh chị em nào mà chúng ta đang có sử dụng margin thì có thể tận dụng cái nhịp hồi kỹ thuật ngắn hạn này để mà bán hạ margin ra. Thì thị trường ngày hôm nay lại quá phủ phàng đúng không quý anh chị? Khi tiếp tục đã có một nhịp điều chỉnh và cũng giảm khá là mạnh vào cuối phiên chiều đưa thị trường chung của chúng ta về tới cái mức giá thấp nhất giống như trong phiên ngày hôm qua. Và ngày hôm nay tiêu cực hơn nữa là các cái mã cổ phiếu mạnh nhất ở trên thị trường là những mã cổ phiếu dẫn sóng thuộc những cái tốt ngành nghề có những cái câu chuyện trung hạn rất là hấp dẫn như là nhóm khu công nghiệp nè hay là nhóm công nghệ thì ngày hôm nay các cái nhóm này cũng thất thủ và cũng giảm tương đối mạnh khiến cho rất nhiều anh em của chúng ta đồng hành cùng về Safari trong cái giai đoạn vừa qua mua những cái mã cổ phiếu này thì anh chị cũng đang rất là mệt mỏi và cũng chưa biết hướng xử lý như thế nào và với cái video buổi tối ngày hôm nay đông cũng muốn chia sẻ với anh chị thẳng thắn những cái gì mình tư vấn cho quý anh chị chưa hiệu quả và mình cần rút kinh nghiệm và cần phải rõ ràng là chấp nhận cái sai đó để mình có thể cắt lỗ và chuẩn bị trong những cái cơ hội tốt hơn thì trong video buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đào sâu về cái vấn đề đó cũng như trong sẽ đưa ra một số những cái kế hoạch phù hợp để anh chị em của chúng ta nếu như sau giai đoạn cắt lỗ chúng ta cần phải làm gì và có thể chuẩn bị vào những cái nhóm ngành nào những cái cổ phiếu nào mà quý anh chị có thể quan tâm trong cái giai đoạn sắp tới anh chị ha điều đầu tiên mà mình muốn chia sẻ cho quý anh chị trong video buổi tối ngày hôm nay đó chính là mình rất là cảm ơn và biết ơn những quý anh chị em của chúng ta vẫn còn dành thời gian công sức của mình để mà lên đây lắng nghe team safari chia sẻ và đóng góp những cái quan điểm về thị trường cho quý anh chị và từ những cái động lực đó anh chị khuyến khích mình phải cố gắng làm sao chia sẻ những cái cơ hội đầu tư nó tốt nhất và khi những cơ hội đầu tư nó không còn tốt nữa hoặc là thị trường có những cái điều gì đó cần cảnh báo thì mình cũng phải làm video ngay để mà chia sẻ với anh chị và rõ ràng đối với là những cái video mà mình thẳng thắn nhìn vào những cái khuyết điểm thẳng thắn nhìn vào những cái lỗi sai để mà chia sẻ với anh chị thì anh chị cùng với lại đông cũng sẽ cùng nhau rút ra những cái kinh nghiệm đầu tư quý báu cuộc chơi của đầu tư chứng khoán nó là cuộc chơi đường dài mình không cần phải thắng trong ngày mai cũng không cần phải thắng trong năm nay mà mình cần phải là người cuối cùng còn sống sót lại ở trên thị trường mình làm sao để mình có thể đầu tư được lâu dài nhất cho nên mình không ngại những cái video mà khi mình sai rồi anh chị góp ý cho mình nên anh chị cứ thẳng thắn thoải mái anh chị ha nên là video hôm nay mình cũng khá là welcome những cái góc nhìn những cái quan điểm nó trái chiều để mà có thể đóng góp thêm quan điểm cho mình thì thật ra là trong cái giai đoạn vừa qua mình à, quản trị danh mục cho quý anh chị á, mình cũng không phải là người bán ngay vùng đỉnh bởi vì lý do vì sao mình không bán ngay cái vùng giá này nó có lý do hết anh chị ha bởi vì cả cái giai đoạn khoảng tầm một hai tháng vừa qua anh chị đều thấy á, mình tập trung rất nhiều vào cái nhóm ngành ngân hàng vì mình tập trung vào nhóm ngành ngân hàng và nhóm ngành ngân hàng là cái nhóm ngành đóng góp rất lớn cho cái con sóng tăng từ cái giai đoạn là bắt đầu tạo đáy từ đầu tháng 8 cho tới cái thời điểm là khoảng tầm ngày 18 tháng 10. Cả giai đoạn tăng giá này đều tập trung vào nhóm ngân hàng thôi. Các cái nhóm ngành khác nó có phục hồi, nó có tăng nhưng mức tăng đó vô cùng ít cho nên ngân hàng vẫn là con sóng chủ đạo. Cho nên khi mình nắm cái nhóm ngành ngân hàng trong cả một cái giai đoạn này, này thì gần như mình không có quá nhiều những cái áp lực à, để mà chúng ta phải bán cổ phiếu ra à, và mình quản trị là sao anh chị mình chỉ tập trung vào duy nhất á, là khi nào cái nhóm ngành dẫn sống nó còn khỏe và thị trường của mình nó ổn thì mình vẫn sẽ tiếp tục nắm giữ cho nên tới cái ngày anh chị tới cái giai đoạn á, mà bắt đầu cổ phiếu stb giá quý anh chị đây mình chia sẻ với anh chị này. anh chị thấy <laughs> tới cái ngày mà cổ phiếu stb mà bắt đầu nó có tín hiệu mà nó giảm sàn quanh phiên dịch ngày 24 tháng 10 thì kể từ sau cái phiên này là quý anh chị là mình đã bắt đầu phát động đi rất nhiều những cái cảnh báo trong cái nhóm premium của mình và chính thức hai cái ngày mà mình hạ tỷ trọng khá là nhiều đó, đó chính là phiên dịch ngày 30 tháng 10, ngày 31 tháng 10 và còn một cái nhịp buôn lên trong cái phiên dịch ngày 7 tháng 11 này anh chị mình cũng hạ một số những cái mã cổ phiếu lác đác mà trước đó mình có mua về trong nhóm bất động sản đây mình cũng muốn chia sẻ luôn để quý anh chị có thể nắm ha đây cả nhà có thể thấy nè trong phiên ngày 30 tháng 10 31 tháng 10 anh chị đều thấy là mình có cắt lỗ mình có cắt lỗ Techcombank, công mình có hạ tỷ trọng cổ phiếu CTG và sau đó thì tới ngày 7 tháng 11 mình tiếp tục hạ tiếp mà cổ phiếu HDC bán nốt những cái cổ phiếu còn lại và trước đó thì mình cũng đã hạ cơ số một số mặt cổ phiếu để mình dành vốn để mua những cái mặt cổ phiếu khỏe trong giai đoạn sắp tới cho nên là gần như trong cái giai đoạn mà từ sau ngày 31 tháng 10 này là mình cũng chỉ còn nắm đâu đó khoảng tầm là có 50% tỷ trọng thôi đó là mình đã hạ 50% hạ năm mươi phần trăm tỷ trọng anh chị ha và cái số vốn còn lại của mình cái tỷ trọng còn lại của mình nó quý anh chị mình tập trung chủ lực vào cái nhóm ngành nào khi mình đã hạ 50% mươi phần tỷ trọng rồi thì mình cũng đã làm video cũng đã có chia sẻ với quý anh chị luôn là khi yếu tố thị trường nó không còn thì chắc chắn là mình sẽ không thể nào mình nắm được những cái mã cổ phiếu à, với cái tỷ trọng lớn được mà mình phải hạ tỷ trọng xuống và những cái phần cổ phiếu còn lại mình nắm nó phải nằm trong top những cái ngành dẫn dắt và nằm trong top cổ cái dẫn dắt thì trong cái giai đoạn này nè quý anh chị thì nó có nổi lên một cái nhóm ngành rất là sáng đó chính là nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp cùng với là nhóm ngành công nghệ viễn thông. Nhưng mà giai đoạn đó thì mình không có tham gia nhóm công nghệ viễn thông, mình chỉ tập trung nhóm bất động sản khu công nghiệp thôi. Cho nên là tới cái ngày hôm nay thì bắt đầu mình sẽ làm video để chia sẻ với anh chị cái hướng xử lý nhóm bất động sản khu công nghiệp nó là như thế nào để anh chị em của chúng ta có thể nắm anh chị ha cho nên thật ra thì đối với lại quan điểm nếu anh chị nào mà chúng ta tuân thủ nguyên tắc và chúng ta đã hạ tỷ trọng hơn 50 phần trăm từ quanh cái vùng giá là 1260 rồi thì tới giai đoạn hiện tại thì quý anh chị cũng không quá nhiều áp lực vì sao đông nói quý anh chị nó không có nhiều áp lực bởi vì nếu như mà chúng ta tập trung vào cái nhóm ngành leader cả nhà chúng ta tập trung vào cái nhóm cổ phiếu dẫn sống thì rõ ràng nó sẽ không có nhiều áp lực bởi vì anh chị thấy cái nhóm cổ phiếu vượt trội hơn thị trường trong ngày hôm nay này, nó mới bắt đầu phát đi những cái tín hiệu xấu. Đúng không quý anh chị? Đây, mở cho quý anh chị xem. Như cổ phiếu SSC nè. Ngày hôm nay bắt đầu nó mới phát đi những cái tín hiệu rất là xấu như thế này. Hay là cái cổ phiếu SIP này nè. Nó mới phát đi những tín hiệu cực kỳ xấu như thế này. Nó mới thủng những cái đường MA. Chứ còn trong những ngày trước đó thì nó vẫn khỏe hơn so với lại thị trường cho nên Đông cũng đã từng nói với quý anh chị một câu, tức là nếu như mình đầu tư vào các mã cổ phiếu mạnh nhất ở trên thị trường thì khi những mã cổ phiếu mạnh nhất ở trên thị trường của mình mà nó đã giảm luôn rồi đó, thì anh chị nhìn về thị trường đi là thị trường nó đã gần như đã nát anh chị ha, nó đã điều chỉnh và nó cũng đã giảm khá là sâu rồi. Cho nên trong giai đoạn hiện tại mình vẫn chấp nhận là mình sẽ cắt lỗ một số những mã cổ phiếu cho những bất động sản của công nghiệp, bởi vì ngày hôm nay nó đang phát ra những cái tín hiệu mà Đông đánh giá là là nó tiêu cực. À, bởi vì á, quan điểm của mình khi mình mua cổ phiếu là gì anh chị mình mua cổ phiếu nó phải có hai yếu tố quan trọng nhất đầu tiên là cái cổ phiếu đó nó phải có dòng tiền cá mặt đây là cái quan trọng nhất anh chị ha dòng tiền cá mặt tức là cái dòng tiền của tổ chức mình thấy được cái dòng tiền big boy dòng tiền thông minh đó quý anh chị bắt đầu mình phải chú ý thứ hai bắt đầu mình sẽ đi sâu vào cái doanh nghiệp tốt đó À, và mình xem xét coi nó có tăng trưởng từ hoạt động kinh doanh lỗi hay không và cái kỳ vọng tăng trưởng đó nó phải nằm trong cái quý gần nhất tức là bây giờ mình đang ở trong quý 3 chưa có báo cáo quý 4 thì mình sẽ kỳ vọng trong quý 4 thì trong cái đoạn này anh chị thấy nè đối với là những cái mà cổ phiếu mà mình đã từng chia sẻ với anh chị như mà cổ phiếu SSC nè hay là mã cổ phiếu SDB nè thì trước đó đây là hai cái mã cổ phiếu rất khỏe rất mạnh trong nhóm bất động sản của công nghiệp đây thấy này. đây nè đây này không ạ đó, nó vẫn đang duy trì dòng tiền rất là mạnh à. thì bắt đầu ngày hôm nay chị thấy nè với cái mức mà mình đặt ra đó chính là khi mà dưới 85 là bắt đầu dòng tiền có dấu hiệu rút rồi thì mình cũng sẽ cân nhắc trong những cái nhịp màu sắp tới là mình sẽ hạ thị trọng nên đối với lại cổ phiếu SJC à, mình cũng chấp nhận là mình sai đối với lại mà cổ phiếu SSC này thì trước đó mình mua phiên đầu tiên đó cả nhà đó chính là mình mua quanh cái phiêu dịch ngày 6 tháng 11 tức là mình mua cái vùng giá trần anh chị ha sau đó thì cũng có một số vì nó rung lắc mình có mua gia tăng thêm quanh cái vùng giá là khoảng tầm là 42 cho nên tính tổng lại bây giờ thì cái mức lộ của mình qua đâu đó khoảng tầm là 7% đó là cổ phiếu HFC thì mình cũng sẽ chấp nhận với cái nhịp phục hồi ngắn hạn trong phiên ngày mai mình đánh giá là sẽ có hồi anh chị ha thì mình sẽ cân nhắc mình cắt quanh cái vùng giá là khoảng tầm là 40 cho tới vùng giá khoảng tầm là 41 mình sẽ cắt lộ cổ phiếu này à, để mà mình có thể là quản trị danh mục anh chị ha bởi vì dòng tiền bây giờ nó đã có tín hiệu nó rút rồi mà quan trọng là cái gì cả thị trường của mình đang đi vào một cái trạng thái khá là xấu À, một chút mình sẽ phân tích kỹ cái xấu đó để mình chia sẻ thêm quý anh chị nhưng mình cũng muốn nói trước luôn về cổ phiếu HSC À, về cái nhóm ngành của công nghiệp mà trước đó mình đã chia sẻ với anh chị rất 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 là nhiều đó thì bây giờ mình sẽ cân nhắc cho câu chuyện là mình sẽ canh hồi để mình bán à, cắt lỗ của anh chị ha rồi tiếp theo là cổ phiếu SIB nên anh chị thấy nè trước đó đây là cũng là một trong những cổ phiếu hàng tốt ở trên thị trường nó đang rất là khỏe thì bắt đầu à, sau phiên ngày hôm qua thì cũng có nhiều anh chị nhắn tin cho mình cũng hỏi mình là bây giờ có xử lý hay không thì mình cũng cần thêm cái dữ liệu anh chị bởi vì đó là đó là những cái cổ phiếu mà nó có cái câu chuyện hoạt động kinh doanh cơ bản nó rất là mạnh như cổ phiếu SIB và nó có dòng tiền mạnh như thế này thì mình sẽ chấp nhận cắt lỗ trễ hơn một chút vì bởi vì những mã cổ phiếu này á, nó rất dễ thu hút được cái dòng tiền mạnh để mà có những cái nhịp phục hồi hoặc là đi thậm chí là đi vào cái con sóng tăng số 2 luôn cho nên là mình chờ anh chị ha thì với phiên ngày hôm nay gần như là nó đã xác nhận hết toàn bộ là dòng tiền nó đã rút rồi thì cho nên là trong phiên ngày mai hoặc là phiên sắp tới nếu như nó có hồi thì quanh cái mức giá khoảng toàn là 76.5 mình cũng sẽ cân nhắc mình hạ tỷ trọng anh chị ha, cho nên là mình cũng muốn xử lý luôn những cái cổ phiếu nào mình sẽ cắt hạ tỷ trọng anh chị nào có theo mình thì cũng cân nhắc là cắt hạ tỷ trọng. Thứ hai là mình có một vài những cái cổ phiếu trong giai đoạn vừa qua cũng khá là tăng tốt, thì giai đoạn này mình vẫn giữ được những cái khoản lợi nhuận đó chính là cổ phiếu HHH anh chị ha. HHH thì trong giai đoạn hiện tại thì anh chị có thể thấy đây, à, mình mua cái cổ phiếu này cũng khá là sớm. À, nhưng mà mình cũng không muốn nói về cái vấn đề đó quá lâu để làm cho anh chị đỡ mất thời gian thì với cái nhịp giảm điểm ngày hôm nay nè thì mặc dù cái cổ phiếu này anh chị thấy á đó nó chưa có đến mức gọi là dưới cái mức 80 dưới mức 85 nhưng nó đang bắt đầu xuất hiện một cái phiên giảm mạnh như thế này thì chúng ta cũng nên chú ý rồi anh chị ha và đây cũng là một trong mã cổ phiếu mà nó đã vào top khá là lâu nó đã vào top chính thức từ thời điểm là ngày 11 tháng 10 cho nên cái xuất hiện những phiên giảm mạnh như thế này thì mình cũng sẽ bắt đầu cân nhắc cho cái vị thế đó chính là mình sẽ bán ra tiếp tục cổ phiếu này và trước đó thì mình cũng đã hạ tỷ trọng tương đối đối với lại cổ phiếu khác anh chị thấy nè đây anh chị thấy nè dành cho anh chị em nào ưa thích chơi đen nước sống thì mình sẽ chốt lại 50% cổ phiếu HHH quanh cái vùng giá là 47.1 lãi khoảng quanh là 16.3% đó cho nên là tiếp tục về trong phiên ngày mai mình cũng sẽ bán nốt cái phần còn lại tiếp theo là cổ phiếu may Sông hồng đó là một trong những cái cổ phiếu mà nó rất là mạnh và giai đoạn vừa qua cũng có một số anh chị cũng theo mình đó thì anh chị có hỏi mình thì mình cũng trả lời luôn để cho anh chị có thể nắm. Đó thì mặc dù mấy xong hồng anh chị thấy nó vẫn đang duy trì một cái dòng tiền nó cực kỳ khỏe so với lại thị trường chung. Và trước đó thì mình cũng bán chốt lời 50% rồi. Cho nên trong cái giai đoạn này á, thì với cái đà giảm điểm chung này anh chị thấy là các cái cổ phiếu mạnh nhất trên thị trường nó cũng đã bắt đầu gãy con sóng số 2 rồi. Thì lúc đó là mình cũng nên cân nhắc cho cái vị thế là mình hạ bớt tỷ trọng ra. Cho nên trong cái phiên giờ sắp tới mình cũng sẽ cân nhắc cổ phiếu may Sông Hồng. Quanh mức giá khoảng quanh là 51 thì mình cũng sẽ hạ bớt tỷ trọng ra để giảm tỷ trọng danh mục xuống anh chị ha. Và trong cái giai đoạn này thì mình dự kiến là mình sẽ giảm và hạ tỷ trọng xuống là từ mức 50% xuống mức là 20% trong cái bối cảnh hiện tại đó là những mã cổ phiếu mà trước đó mình chia sẻ với anh chị thì bây giờ mình bắt đầu mình cắt lỗ quan điểm của mình mình mua là vì dòng tiền nó mạnh mình nghiên cứu thêm câu chuyện cơ bản mình thấy nó tốt nhưng mà khi bắt đầu dòng tiền nó xuất hiện những cái vấn đề rồi thì mình cũng phải tập trung đi quản trị mình mua vì phương pháp nào thì mình sẽ bán vì phương pháp đó chứ mình cũng sẽ không có đặt ra những cái kỳ vọng khác ngoài cái ý tưởng ban đầu mà mình mua bởi vì làm như thế anh chị sẽ thấy là mình rất là dễ bị kẹp cổ phiếu cho nên thà mình chấp nhận là mình sai để mình cắt lỗ, mình chuẩn bị cho một cái cơ hội mới nó tốt hơn anh chị ha. Cho nên quan điểm của mình á, cắt lỗ nó không phải là không phải là nó kết thúc mà mình đang cho mình thêm một cái cơ hội mới để mình chuẩn bị cho một cái giai đoạn tăng mới của thị trường. Và giai đoạn này mình có một số những cái điểm quan trọng mình muốn nói thêm để cho cả nhà của chúng ta, anh chị em nào mà chúng ta quan tâm về thị trường á, anh chị có thể nắm. Vì điều đầu tiên á, mà lý do vì sao mà mình lại vẫn tiếp tục hạ thị trọng. Thứ nhất anh chị thấy là cái nhóm mạnh nhất là nó đã gãy xu hướng rồi đúng không anh chị thì mình cũng sẽ phải bán đi anh chị ha mà nhóm mạnh nhất đã gãy nhưng chưa có nhóm mới nào lên thay anh để trong giai đoạn này nè chúng ta không có bất kỳ nhóm ngành nào lên thay cả mà chỉ là những cái nhịp phục hồi ngắn hạn của những mà cổ phiếu quá bán như cổ phiếu tê sac này hôm qua nè nó quá nó quá bán quá nhiều rồi bây giờ bắt đầu nó phục hồi trở lại thôi hay là cổ phiếu nha hôm qua nó cũng còn khá là tốt nè thì ngày hôm nay nó cũng đã có một phiên giảm điểm phủ định trở lại cho nên là góc nhìn quan điểm của mình thì cũng chưa có ngành nào thay thế thì rất là khó để cho thị trường chung của chúng ta nó cân bằng và nó tạo đáy lên được và hiện tại bây giờ thị trường của mình còn chưa có đáy đầu tiên nữa huống hồ chi là mình có thể là cân nhắc mình giữ một cái tỷ trọng nó lớn à, nên là anh chị nào mà chúng ta chưa hạ 50% trong những cái giai đoạn mà trước đó thì anh chị giai đoạn này cũng nên cân nhắc mình hạ bớt anh chị ha để tránh cho cái việc là khi mà thị trường mà nó giảm càng lúc nó càng sâu thì quý anh chị của chúng ta rất là bị động trong giai đoạn này mình chia sẻ thẳng thắn quý anh chị luôn đừng có quan tâm quá nhiều tới những cái góc nhìn cơ bản của doanh nghiệp để mình chia sẻ cho anh chị như thế này nè vì sao cái phương pháp đầu tư của mình mình lại luôn luôn nhấn mạnh cho quý anh chị là mình phải quan tâm về yếu tố dòng tiền bởi vì những cái góc nhìn mà quý anh chị nhìn về doanh nghiệp, anh chị chỉ xem được một cái cái nhìn gọi là cái nhìn thoáng qua đó anh chị. Mình xem về báo cáo tài chính, mình đánh giá những câu chuyện. Nhưng đó là góc nhìn và những cái thiên kiến cá nhân của quý anh chị nhìn vào. Còn dòng tiền chắc chắn sẽ không có thể nói dối được. Người ta muốn bán cổ phiếu thì người ta phải đặt lệnh. Hoặc là người ta kỳ vọng thì người ta sẽ đi đặt lệnh để mà mua cổ phiếu. Cho nên nó thể hiện rất là rõ qua cái quan điểm đặc biệt là chúng ta thấy về cái dòng tiền ở trên thị trường cho nên khi dòng tiền bắt đầu nó đã rút rồi chắc chắn là nó đang có một cái vấn đề đó mà chúng ta không biết thôi chứ không phải là nó không có anh chị ha cho nên trong giai đoạn này mình cũng khuyên anh chị hạn chế bắt đáy vì bắt đáy như trước đó mình chia sẻ với anh chị nè là nó mang lại một hiệu quả rất là thấp mà làm sao biết đáy ở đâu mà bắt đúng không cả nhà mà càng bắt đáy á, thì chúng ta càng bị lặm vào một cái tư duy đó. đó, chính là chúng ta kỳ vọng thị trường nó phục hồi vậy khi mà thị trường nó không phục hồi giống như ý muốn của chúng ta thì buộc anh chị phải cắt lỗ và trong cái trạng thái mà anh chị luôn luôn cắt lỗ cắt lỗ nhiều như thế nó sẽ làm tốn phí dịch của quý anh chị và nếu như thật sự mà giai đoạn đó khi mà thị trường nó cân bằng lên và cái cổ phiếu bắt đáy của quý anh chị nó không phải là cổ phiếu mạnh nhất ở trên thị trường á thì lúc đó anh chị sẽ bỏ lỡ một cái con sóng tăng mới cho nên là quan điểm của mình thì cũng khuyên anh chị trong cái giai đoạn này khi mình đã xác nhận trong phiên ngày hôm nay những cái cổ phiếu lead của mình những cái cổ phiếu mạnh nhất ở trên thị trường của mình mà nó còn giảm như vậy nữa thì rõ ràng là thị trường của mình bây giờ không còn lực nào đỡ không còn những cái nhóm nào để mà neo tâm lý nữa thì khả năng rất là cao xu hướng này nó vẫn sẽ còn tiếp diễn anh chị ha cho nên là mình cũng sẽ không có cổ xí cho cái vấn đề là mình sẽ cố gắng giữ hàng rồi nuôi và ôm hy vọng với những cái câu chuyện kỳ vọng của mình tự đặt ra À, cho nên là mình cũng rất thẳng thắn quan điểm của quý anh chị thôi mình sai mình chấp nhận mình cắt lỗ à, nhưng mà mình sẽ dành cái vốn đó mình để khi mà đi trường nó phục hồi à, thì cân bằng nó tạo đáy mình sẽ chắc chắn sẽ vào bởi vì đông sẽ làm một cái phép thử cho quý anh chị xem nè Các nhà có thể thấy á, thị trường của mình đã có một nhịp giảm hai nhịp giảm ba nhịp giảm quý anh chị thì nếu như anh chị không bắt đáy anh chị đợi khi thị trường nó xác nhận mà nó tạo đáy anh chị mua sau á, anh chị không bao giờ mà quý anh chị không có ăn cả đều chúng ta đều có thắng tất cả ví dụ ông nói nha giai đoạn này theo cái nguyên tắc nếu mà mình mua khi mà thị trường nó đã cân bằng xong và nó có phiên phục hồi mạnh đầu tiên thì mình sẽ chờ phiên t cộng ba về để mà mình tham gia vào để mà mình mua và lúc này mình sẽ tập trung các mặt cổ phiếu mạnh nhất phục hồi mạnh nhất ở trên thị trường nhưng mà cổ phiếu nó đang dựng sóng mình sẽ mua trong giai đoạn này thì rằng trong giai đoạn này nếu như mình có mua thì mình vẫn hưởng lợi được cả một cái con sóng tăng này đúng không quý anh chị đang chị thấy nè còn ví dụ trong giai này thì thấy nè khi thị trường của mình nó giảm và nó chưa có cái tín hiệu xác nhận là câu chuyện tạo đáy thì ví dụ anh chị có thể xem này, cái giai đoạn này cái phiên này là một cái phiên tăng mạnh nè. cái phiên tăng mạnh để mà nó thoát ra khỏi cái cây nến giảm mạnh của phiên dịch ngày 5 tháng 8 của anh chị thì cái phiên nào mình mua anh chị mình sẽ mua ngay phiên test cung à, còn ba hàng về mình thấy nó khỏe và nó không tạo ra điểm mua giá rẻ nữa của anh chị lúc này mình mua thì mình vẫn hưởng lợi được cái con sóng tăng này đúng không cả nhà cho nên mình cũng không có quá vội vàng mình đi đoán đáy anh chị anh chị bắt đáy thì làm sao mình biết đâu là đáy đúng không cả nhà À, anh chị thấy nào đó giai đoạn này mình bắt đấy sau đó mình vẫn tiếp tục sẽ bị giảm mình bắt đấy nè sau đó sao anh chị thị trường vẫn sẽ tiếp tục giảm mà đông nói những cái giai đoạn trước đó anh chị thấy thị trường của mình là nó giảm biên độ lớn tức là nó giảm trên 20 điểm thì nó sẽ dễ cân bằng sớm và nó hồi còn gian này anh chị thấy thị trường của mình chưa có một phiên nào giảm trên 20 điểm cả đều là giảm dưới 20 điểm và có những viên nó giảm rất là từ từ, nó giảm rất là chậm trong một cái trạng thái là nó cưa chân bàn như thế này thì chúng ta không bao giờ biết đáy ở đâu xuất hiện cả anh chị ha có thể dự báo cho quý anh chị là giai đoạn này có thể là thị trường nó đang đạt, đạt trạng thái là cái gì anh chị nó đang quá bán có thể nó sẽ có nhịp vào kỹ thuật trở lại còn để xác nhận đấy nó phải là những cái viên phục hồi tăng mạnh thế này và nó có lan tỏa dòng tiền lúc đó nó xác nhận đấy thì anh chị tham gia vào anh chị mua nó cũng không muộn đâu quý anh chị bởi vì khi mà thị trường anh chị thấy nè là nó đảo một xu hướng ấy, sang một cái xu hướng tăng sang một cái xu hướng giảm ấy, nó phải cần có quá trình đúng không cả nhà đây cả nhà xem đây để mà đảo sang một cái xu hướng giảm thì trước đó nó cũng phải có một cái quá trình phân phối rồi nó mới giảm xuống đúng không quý anh chị còn để mà đảo sang một cái xu hướng tăng á, nó cũng phải có một cái quá trình đây nè cái quá trình này đóng vai trò là một cái quá trình đủ bỏ nè bắt đầu giai này là một cái giai đoạn cân bằng cạn cung đúng không quý anh chị bắt đầu phục hồi đi lên thì lúc anh chị mua anh chị mua ngay cái phiên này nó cũng không muộn. chứ mình cũng không vội là mình cứ bắt đáy rồi mình cứ dò đáy như thế này trong giờ này cũng vậy anh chị thấy nè đó trong những cái phiên giảm xong đúng không quý anh chị đó nó giảm mạnh xong như thế này nè thì nó sẽ có những cái phiên mà phục hồi kỹ thuật ngắn hạn lên trở lại sau đó bắt đầu mình sẽ đánh giá xem coi với cái nhịp hồi kỳ ngắn hạn này nó có lan tỏa tốt hay không nó có dòng nào leader hay không nếu như có dòng nào leader thì khả năng sẽ xuất thị trường mình nó sẽ tạo đáy và nó sẽ tăng đi lên thì lúc này bắt đầu anh chị mua cổ phiếu nó cũng không muộn anh chị mình đừng có cố gắng mình dành cái phần mình dành cái phần đáy này của tổ chức thì bản chất ấy chỉ có biết bôi lớn người ta mới biết đâu là vùng đáy thôi bởi vì người ta có đủ tiền để mà người ta cân người ta có đủ thông tin để mà người ta làm được việc đó còn bản thân nhà đầu tư cá nhân của mình á là đi theo dòng tiền cá mập chứ không phải là mình chạy trước dòng tiền cá mập mình đoán dòng tiền cá mập làm gì À, mình đoán một người nó còn khó huống hồ chi mình đoán cả cái thị trường này mà thị trường tài chính nó là một cái sự tổng hòa của rất là nhiều những cái yếu tố từ là thông tin về nền kinh tế thông tin về doanh nghiệp thông tin về toàn cầu hay kể cả là những cái tâm lý ngắn hạn hay là một số những cái thông tin đồn thôi nó cũng đã tạo ra những cái hiện tượng bất ngờ ở trên thị trường thì làm sao mình có thể biết được hết đúng không cả nhà cho nên mình cứ chờ xu hướng nó xác nhận lúc đó anh chị tham gia cho nên ví dụ như trong phiên giao dịch ngày mai nó phục hồi trở lại đúng không quý anh chị bắt đầu là mình sẽ cân nhắc mình hạ bớt tỷ trọng như hồi nãy ở đầu video mình chia sẻ cho quý anh chị và nếu như trường hợp nếu như trường hợp giai đoạn này nếu như nó hồi sau đó bắt đầu nó tạo được cái vùng cân bằng ở trên đây đúng không quý anh chị và mình đánh giá là cái nhóm cổ phiếu khu công nghiệp à, đợt vừa qua nó chỉnh xong bắt đầu nó có dòng tiền mới nó tham gia nó mua lên trở lại và bắt đầu nó thể hiện cái quan điểm đó, nó là những cái mã cổ phiếu tốt hàng đầu trên thị trường ví dụ mình nói cái cái cây thực tế đó đi cổ phiếu SSC anh chị ha anh chị thấy nè đó ví dụ mình nói nha hôm nay SJC nó xấu nó giảm xuống như thế này đừng quên anh chị thì mình sẽ cân nhắc mình sẽ hạ tỷ trọng bên vùng giá khoảng tầm là 40 41 và sẽ hạ tỷ trọng ra để mình có thể là bảo toàn bởi vì mình cũng đánh giá là dòng tiền là cái quan trọng nhất như nãy chia sẻ của anh chị rồi nhưng nếu khi mà SJC nó có một cái nhịp tăng tốt nó phục hồi lên cái vùng giá ở trên đây và nó xây được một cái nền móng ở trên đây như thế này đó xây nền móng như thế này và lúc đó cái cái sức mạnh giá của nó quay trở lại cái vùng giá là từ 85 cho tới vùng 90 trở lại thì mình vẫn sẵn sàng mình mua trên cái vùng giá này cũng được bởi vì nếu như nó quay trở lại được trên đây và nó tích lũy được trên đây thì chắc chắn là những cái mình đã phân tích mình đã kỳ vọng nó đã được thị trường xác nhận rồi thì có thể là mình chấp nhận mình mua cao lên trở lại cũng được chứ mình cũng không cố gắng à là bây giờ mình phải mua quanh một giá tạo là ba 39 hay là mua quan nó tạo vùng là, là 38. Bởi vì làm sao mình biết đâu là đáy của một cái cổ phiếu, đâu là đáy của một thị trường. Cho nên mình chấp nhận giai đoạn này nếu như mình có bán xong thị trường nó hồi, mình cũng không có bị quá là áp lực anh chị ha. Mình chờ thì thị trường nó xác nhận xong bắt đầu nó tạo đáy xong lúc này mình mua cũng được, mình mua trễ một chút cũng được anh chị. Nhưng mình hiểu câu chuyện là cái gì anh chị mình mua khi nó đã xác nhận thì mình sẽ mua với một cái tỷ trọng lớn mình đánh chắc chắn hơn anh chị ha và mình biết tập trung vào cái dòng tiền như thế nào bởi vì trong những cái giai đoạn phục hồi đầu tiên chúng ta sẽ rất là khó để mà chúng ta biết được đâu là cái cổ phiếu mạnh nhất trên thị trường và mình cũng không đánh giá được dòng tiền bây giờ đang tập trung mạnh vào nhóm nào để mà mình đánh dứt khoát cho nên khi bắt đầu mà nó phục hồi xong nó cân bằng À, và hoặc là nó có đạo tạo một cái đáy hai đi thì lúc đó khi mà nó tạo cái đáy hai như này anh chị thì những cái mã thì những mã cổ phiếu khỏe nó sẽ không giảm nữa bắt đầu là nó sẽ khỏe thị trường và lúc đó anh chị mua những cổ phiếu đó cũng được chứ không nhất thiết là trong giai đoạn này mình phải đi đoán đáy anh chị có người thì bây giờ đang đoán quanh vùng giá là một ngày hai trăm đúng không quý anh chị là sẽ là là sẽ là cân bằng cái đáy của thị trường có người thì bi quan hơn một chút đoán quanh vùng giá là một ngày một trăm tám mươi À, tiếp tục sẽ có người bi quan có một chút nữa thấy thị trường kinh tế thế giới bây giờ là dòng tiền nó bị hút đoán xấu hơn nữa đoán một một sáu mươi có rất là nhiều những cái dự phóng rất là nhiều những cái dự đoán thì nếu như mà quý anh chị cứ cố gắng bắt đáy liên tục như thế này thì nó không phải là cách anh chị à, bây giờ nếu như mà nó có giảm về quanh vùng giá một ngày một trăm sáu mươi và nó tạo cân bằng đi lên thì lúc đó mình mua trên cái vùng giá một ngày một trăm tám mươi nó cũng không muộn anh chị cho nên là mình sẽ không có khuyến khích anh chị là chúng ta dùng tiền để mà chúng ta mua bắt đáy và những cái cổ phiếu nào chúng ta đã sai rồi thì chúng ta phải chấp nhận chúng ta cắt Thà chúng ta quản trị nó sớm đỡ hơn để khi mà thị trường à, nó ngoài cái mức kiểm soát của anh chị rồi để một cái con số lỗ nó lớn hơn cái mức là 10 15 20 phần trăm rồi lúc đó anh chị sẽ càng rất là khó cho nên sẽ có những anh chị à, chúng ta sẽ nói là ở ờ, ngày hôm nay bắt đầu mình mới đi quan tâm và cắt lỗ cổ phiếu của công nghiệp bởi vì quan điểm của mình á, mình mua như thế nào thì mình sẽ bán như thế đó anh chị mình mua là vì dòng tiền dòng tiền nó mạnh thì mình mua kèm theo câu chuyện cơ bản mình đã nghiên cứu thì mình đánh được cái tỷ dòng vốn lớn nhưng khi bắt đầu dòng tiền nó xác nhận là nó đã rút ra rồi thì lúc đó mình bán cổ phiếu ra thêm một cái nữa mà mình thấy nó khá là quan trọng và đó cũng là cái nguyên nhân khá là lớn khiến cho mình là cũng cân nhắc tới câu chuyện là mình cũng sẽ phải khuyến khích anh chị là nên hạ tỷ trọng thêm tức là đang 50 thì có thể hạ về mức quanh nó tầm là 20 thậm chí là anh chị cầm tiền trong giai đoạn này luôn để mà chúng ta chờ cái trạng thái của thị trường bởi vì cái yếu tố mình phân tích cho quý anh chị đó chính là cái khối ngoại có ngoài anh chị thấy là từ đầu năm tới giờ họ họ chỉ bán nha anh chị họ chỉ bán khi thị trường đạt vùng giá 1270 tới vùng giá 1300 và họ sẽ đóng vai trò họ sẽ đỡ quanh cái vùng giá là từ 1200 tới vùng giá 1230 đây anh chị thấy nha 1200 tức là họ sẽ có một cái biên trading anh chị ha tức là lên cao họ sẽ bán về xuống thấp họ sẽ mua nhưng mà giai đoạn này anh chị thấy nó có một cái khác nè. Đây, mình mở một năm anh chị xem anh chị xem nè. Những cái đỏ lớn như thế này anh chị thấy nè, nó đều xuất hiện vào những cái thời điểm là 1270, 1280 cả. Và khi bắt đầu xuống thấp thì họ mua lại, lên cao thì họ sẽ bán. Đó là họ trade điên cho một cái biên chị thấy không ạ? Chơi điên một cái biên. Nhưng trong giai đoạn này anh chị thấy nè, thị trường của mình ở thời điểm hiện tại là quanh vùng giá 1210 rồi. Nhưng mà trong tuần này thị trường của mình bị bán rất là mạnh anh chị ha chỉ mới có hai phiên giao dịch đầu tuần thôi ngày 18 tháng 11 và ngày 19 tháng 11 thôi thị trường của mình đang hứng chịu một cái áp lực bán cộng là hai phiên này bán rồng nó khoảng tầm là 3.000 tỷ đồng đây gian này họ vẫn bán mạnh như thế này và anh chị thấy nè, lực bán nó có xu hướng là nó vẫn càng ngày càng gia tăng như thế này tức là nó vẫn chưa có cái tín hiệu nào để mà hấp thụ lại cái áp lực bán này cả và anh chị thấy á, khối ngoại á, người ta sẽ không có là phiên mua mạnh sau đó là phiên bán mạnh đâu quý anh chị người ta sẽ đi theo một cái dòng nó rất là đẹp như thế nào khi mà người ta dừng bán người ta cũng sẽ dừng một cách từ từ và khi người ta bán mạnh người ta cũng sẽ bán mạnh lên một cách từ từ anh chị ha cho nên đó, khi nào bắt đầu mình thấy cái giá trị mua đồng của khó ngoại này anh chị nó có dấu hiệu nó chững lại tức là nó giảm từ mức một ngàn dưới mức một ngàn về mức dưới 500 và bắt đầu xuất hiện một vài phiên khó ngoại dừng bán hẳn tức là quanh cái vùng tham chiếu tức là không bán đồng nhiều và cũng không mua đồng nhiều sau đó bắt đầu họ sẽ mua đồng trở lại thì đó thị trường của mình nó mới ổn anh chị ha còn giai này thì áp lực bán của khối ngoại nó lớn như thế này anh chị có thử nghĩ giai đoạn này đi nhà đầu tư cá nhân trong nước ấy, cả năm nay đầu tư thì lại không có lời cho nên cái dòng tiền mới vào thị trường của mình nó rất là ít doanh nghiệp thì bây giờ vẫn đang gặp rất là nhiều cái áp lực đặc biệt là cái thông tư 02 và cái đáo hạn trái phiếu sắp tới nó sẽ là một trong những cái nó hút dòng tiền ra ngoài thị trường chứng khoán để các doanh nghiệp họ đi xử lý những cái vấn đề nợ của họ cho nên trong cái bối cảnh hiện tại chị thấy á, là cái dòng tiền vào thị trường nó rất là yếu như thế này mà bắt đầu khó ngoại vẫn bán mạnh cho nên cái nguyên nhân để mà thị trường của mình á, mà nó gãy mạnh như thế này á, là áp lực lớn đến từ khó ngoại cho nên chị thấy nè trong giai đoạn vừa qua chúng ta có khoảng toàn là bốn phiên khó ngoại bán mạnh thì bốn phiên này thị trường của mình cũng giảm khá là mạnh nên chị ha nên á, mình đánh giá là giai đoạn này khó ngoại vẫn chưa có tín hiệu dừng bán trở lại cho nên mình cũng sẽ không có dự báo đâu là đáy của thị trường khi nào nó xác nhận nó tạo đáy thì mình tham gia vào mình mua còn trong giai đoạn này mình nắm cổ phiếu cho tới bây giờ mình vẫn còn nắm 50 phần quý anh chị là vì sao anh chị là vì mình vẫn còn tập trung vào nhóm cổ phiếu khỏe nhóm cổ phiếu dẫn sóng nhóm ngành nó dẫn dắt ở trên thị trường và ngày hôm nay bắt đầu hai cái cổ phiếu mạnh nhất của mình đó chính là cổ phiếu HFC này đó hay là mà cổ phiếu uh, ship nè đó hay là cổ phiếu HH nè nó đã phát ra những cái tín hiệu rất là xấu rồi đó là tiêu cực anh em thấy HH ngày hôm nay nó còn có lúc nó còn chạm cái mức giá sàn nữa và nó gãy cái đường mã 20 ở đây rồi cho à, nên là mình cũng phải cân nhắc cái câu chuyện là mình phải hạ nốt cái tỷ trọng trong cái nhóm cổ phiếu khỏe thôi. Và trong giai đoạn này anh chị thấy nếu như mình nắm cái cổ phiếu khỏe giai đoạn này nếu như mình mua cổ phiếu khỏe thì chúng ta cũng chỉ bị áp lực đó quanh tầm là 5 tới 7% thôi. Chứ còn nếu như mà chúng ta không nắm các cái mã cổ phiếu khỏe thì giai đoạn này thị trường nó cứ khoai nó cứ giảm như thế này nè. Thì hầu hết những mã cổ phiếu khác nó đã đều giảm trên mức là 15 cho tới là 20% hết rồi tính từ giai đoạn đỉnh này xuống như thế này. Cho nên cái việc á, mà mình có mua một cái cổ phiếu khỏe như này, mình có chia sẻ với anh chị á thì cái cổ phiếu khỏe đó cũng sẽ là cái cổ phiếu giảm điểm sau cùng của thị trường thì khi nó phát ra cái tín hiệu đó thì dù anh chị có bán muộn nhất ở trên thị trường thì cái số lỗ của anh chị nó không có quá lớn cái quan trọng của mình không phải là sớm hay là muộn anh chị mà quan trọng của mình á là mình bảo vệ được bao nhiêu thành quả của mình cái đó mới là cái quan trọng nhất anh chị ha và giai đoạn này mình cũng chia sẻ với anh chị mình vẫn sẽ cắt lỗ nói chung giai đoạn vừa qua nó không có thành công cho nên là giai đoạn này mình cắt lỗ mình chờ một cái giai đoạn sắp tới nó thuận lợi hơn tiếp tục chia sẻ với quý anh chị những cái cơ hội mới nhưng trong giai đoạn này mình chỉ khuyên anh chị thôi không có đoán không đoán bất kỳ đỉnh đáy ở đâu cả và cũng không có nuôi kỳ vọng bất kỳ những cái cổ phiếu nào cả tại vì khi mà một cái thị trường mà nó giảm giá xuống nó có rất là nhiều những cái yếu tố mình cũng không có tin vào câu chuyện cơ bản bởi vì câu chuyện cơ bản đó là do chính bản thân mình tự vẽ ra chứ không có một cái điều gì nó chắc chắn cả và nếu như anh chị nào mà chúng ta đã đầu tư lâu năm có kinh nghiệm có góc nhìn rồi và chúng ta đã quen thuộc với một số các doanh nghiệp hay anh chị có một số thông tin nội bộ thì cái đó mình không tính anh chị ha. Còn ở đây đông chia sẻ của anh chị và đông tin nhà đầu tư xem kênh của đông đại đa số là F0, F1 rất là nhiều. Cho nên mình chưa có quá nhiều kinh nghiệm mình đi nghiên cứu sâu đâu anh chị. Cho nên mình cứ thực tế, mình cứ chờ thị trường nó tạo đáy, dòng tiền nó xác nhận, nó lan tỏa. Nhóm nào mạnh nhất chắc chắn sẽ có Safari tham gia vào trong cái nhóm đó. Và cả cái giai đoạn vừa qua mình chia sẻ với anh chị, nhóm nào mà mạnh nhất ở trên thị trường đều... Safari đều đã có khuyến nghị và chia sẻ ngay cho quý anh chị đúng không ạ? À? Cho nên là mình cũng không có lo ngại cái vấn đề là khi mà thị trường nó phục tăng trở lại thì mình có bị mất hàng hay không. Bởi vì mình sẽ tập trung vào nhóm cổ phiếu mạnh nhất và nhóm cổ phiếu mạnh nhất sẽ là nhóm cổ phiếu nó tăng vượt trội hơn so với lại thị trường. Cho nên cho dù nó nó đã có tăng 50% đi nữa đi nhưng mà con sóng tăng của nó nó tăng 30 40%, mình mua trong giai đoạn đó mình vẫn sẽ có lời. Chứ mình sẽ không cố gắng là mình đi bắt đáy, mình đi dò đáy thị trường anh chị mỗi ngày mình đi bắt đáy mình thấy cũng có như một số những anh chị á, cũng thấy quanh vùng 1250 này là test đường mà A, mà A2 chấm này nó cân bằng nó đẹp xong anh chị cũng vào anh chị mua bắt đáy đó. nhưng mà trong giai đoạn này thì mình cân nhắc là mình sẽ bán bởi vì sao anh chị bởi vì mình đánh giá ngân hàng nó mạnh nhất mà ngân hàng nó gãy thì mình sẽ bán thôi nói chung phương pháp của mình đó, mình sẽ không mua ở từ gốc mà mình cũng sẽ không bán được ở ngay ngọn nhưng phương pháp của mình sẽ ăn được nhiều nhất trong cái đoạn thân cá anh chị ha cái đoạn đầu cá là cái đoạn của tổ chức thì làm sao mình giành được còn cái đoạn xương cá là cái đoạn của những cái nhà đầu tư cuối cùng tham lam tham gia và mua trong giai đoạn đó thì mình cũng không có cố gắng dành cái phần đuôi cá đó nó rất là dễ hóc xương anh chị ha nên là trong giai đoạn này thì mình đang chờ một cái cơ hội nó đủ lớn để mình tham gia vào mình mua chuẩn bị cho một cái con sống tăng mới anh chị ha còn những quý anh chị em nào yêu quý Safari đồng hành với lại team cho em vừa qua đây nhưng mà cổ phiếu của công nghiệp hay là một số những cái nhóm cổ phiếu khác mà mình có đánh giá là nó mạnh như cổ phiếu HHH anh chị thấy nè anh chị có mua thì trong giai đoạn này thì mình cân nhắc câu chuyện mình cắt lỗ mình cắt lỗ để mà mình chờ một cái cơ hội tốt hơn anh chị trong đầu tư mà chúng ta sợ cắt lỗ là sau này là chúng ta sẽ không đầu tư được nữa bởi vì phải có phải phải có những ngày mình cắt lỗ thì mình học được bài học kinh nghiệm anh chị ha không vấn đề gì cả ok video buổi tối ngày hôm nay thì mình cũng chia sẻ nó cũng vừa có kiến thức về thị trường mà vừa có những góc nhìn quan điểm cá nhân của mình vừa có một chút tâm sự với lại quý anh chị cho nên nó hơi dài một tí nhưng mình mong với những cái chia sẻ rất là thẳng thắn của mình à, mình cũng thật tình chia sẻ với anh chị cũng rất là mong anh chị em của chúng ta có thể giữ vững cái tinh thần đầu tư của mình để khi mà thị trường nó quay trở lại thì mình sẽ là người có mặt và có mặt trong nhóm nào anh chị có mặt trong nhóm mạnh nhất ở trên thị trường để mình kiếm được những khoản lợi nhuận lớn nhất ở trên thị trường và cảm ơn anh chị em rất là nhiều đã đồng hành cùng với đông trong cái video buổi tối ngày hôm nay và cũng chúc gia đình của chúng ta sẽ sớm cùng nhau vượt qua cái giai đoạn khó khăn nhất của thị trường để mà tiến tới một cái giai đoạn à, tốt đẹp hơn và anh chị nào mà chúng ta chưa nhấp vào nút đăng ký kênh thì có thể nhấp vào nút đăng ký kênh ở phía bên dưới video này và nếu như anh chị thấy video ngày hôm nay mang lại nhiều giá trị đầu tư hữu ích thì có thể thả cho mình một cái nút like và đông rất cảm ơn rất biết ơn những anh chị nào sẵn sàng đưa ra những quan điểm trái chiều đưa ra những cái gì mà mình làm chưa đúng trong giai đoạn vừa qua để sau đó mình học hỏi thêm và mình có thể là chia sẻ thẳng thắn lại với quý anh chị từ những cái góc nhìn của quý anh chị ha và chào tạm biệt quý anh chị và hẹn gặp lại quý anh chị trong các video sau